Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin bất động sản 24 giờ trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, phiên đấu giá đất tại Đông Anh được tổ chức mới đây có mức giá kỷ lục lên tới gần 170 triệu đồng trên 1 mét vuông, gấp 2 lần so với giá khởi điểm. Những năm gần đây, giá đất tại Đông Anh, Hà Nội Liên tục có sự biến động mạnh theo thị trường tăng lên. Từ đầu năm 2020, khi có thông tin công bố quy hoạch khu đô thị ven sông Hồng, giá bất động sản ở tại nơi đây liên tục nhảy múa. Thậm chí, chỉ trong thời gian ngắn đã có mảnh đất tăng lên gấp 2 lần. Mới đây, tại Đông Anh đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại điểm X7, xã Uy Nỗ. Đây được coi là khu đất vàng do nằm ngay trung tâm hành chính của huyện Đông Anh. Theo đó, có 27 thửa đất với tổng diện tích hơn 3.364 m2. Các thửa đất có diện tích từ 115.000 m2 đến 227.000 m2 được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở lâu dài. Giá khởi điểm dao động từ 58 triệu đồng trên m2 đến 69 triệu đồng trên 1 m2, tùy theo diện tích và vị trí. Bước giá áp dụng tại tất cả các thửa đất là 500.000 đồng trên 1 mét vuông. Kết quả, giá trúng thầu cao nhất là 168,5 triệu đồng trên 1 mét vuông, gấp hơn 2 lần giá khởi điểm. Giá trúng thầu giá thấp nhất là 78,5 triệu đồng trên 1 mét vuông. Tổng giá trúng đấu giá thu về gần 409 tỷ đồng. Diễn biến giá phân khúc căn hộ trung cư được rất nhiều người quan tâm, Đặc biệt ở các khu đô thị như thành phố Hồ Chí Minh thì đa số thị trường này phục vụ cho nhu cầu ở thực. Trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, giá phân khúc này cũng đang chịu nhiều áp lực chung về câu chuyện giao dịch, thanh khoản. Thậm chí đứng trước việc buộc phải giảm giá để tăng sức hấp thụ. Theo trang bất động sản.com.vn, chung cư phục vụ cho nhu cầu ở thực nên mức độ quan tâm tìm kiếm của khách hàng đối với thị trường này không có sự sụt giảm quá nhiều. Tuy nhiên, thị trường này đang đứng trước nhiều áp lực về giá. Với diễn biến thị trường hiện nay, theo chuyên gia, khách hàng có nhu cầu ở thực nên tìm mua những dự án đã bàn giao với mức giá tốt hơn các dự án mới từ 30 đến 40%. Tốt nhất là nên mua bằng nguồn tài chính sẵn có. Nếu không chỉ ngân hàng khoảng từ 30 đến 50% giá trị căn hộ. Thưa quý vị, hơn 2.300 thửa đất được hình thành từ chiêu trò hiến đất làm đường để tách thửa, phân lô, bán nền ở một số thị xã ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đã phải tạm dừng các thủ tục đăng ký để đảm bảo xử lý sai phạm. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đã có văn bản số 3718 UBND chỉ đạo các phòng tài nguyên và môi trường, kinh tế và hạ tầng Văn phòng đăng ký đất đai Cam Lâm cùng một số xã, thị trấn trong huyện về việc xin ý kiến giải quyết các vấn đề liên quan đến 114 khu đất đã có kết luận sai phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Theo văn bản, thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc khắc phục hậu quả sai phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Cam Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai cam lâm, tạm dừng thực hiện các thủ tục đăng ký, biến động đất đai đối với 2.385 thửa đất tại 114 khu vực. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng cùng Ủy ban Nhân dân xã Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây, Suối Cát, Suối Tân, Cam Hiệp Nam, Cam Hải Đông, thị trấn Cam Đức tăng cường các biện pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giữ nguyên hiện trạng các thửa đất tại 114 khu vực đã có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới của cơ quan có thẩm quyền. Thưa quý vị, là một trong số ít dự án nhà phố cân bằng được cả ba yếu tố kiến trúc, sinh thái và con người, Artisan Park đã được đánh giá sẽ là một điểm đến lý tưởng và trốn an cư bền vững cho người dân thành phố mới Bình Dương. Artisan Park nằm ngay trung tâm của thành phố mới Bình Dương thừa hưởng các lợi thế từ tổng thể quy hoạch để trở thành tâm điểm của một vòng tròn siêu kết nối các tỉnh trọng điểm miền Nam và miền Đông. Từ dự án, cư dân chỉ mất 60 phút để đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 90 phút đến sân bay quốc tế Long Thành. Đồng thời, nắm bắt xu hướng phát triển sôi động, sầm uất của thủ phủ công nghiệp Bình Dương. Artisan Park còn được thiết kế linh hoạt với công năng để có thể vừa ở, vừa kinh doanh nhằm tận dụng tối đa lợi thế từ vị trí thuận lợi theo đó mỗi căn nhà phố ở đây đều được quy hoạch để ít nhất có hai mặt tiền với một mặt hướng ra ngoài trực diện các con đường chính mặt còn lại quay vào trong nhìn vào phía trục đường nội khu nhờ đó các cửa hàng có thể tiếp cận khách bộ hành từ cả hai phía để tối ưu việc kinh doanh nhân đôi lợi nhuận tin bất động sản 24 giờ hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại.